Xét tiền tỷ, bây giờ bên em bán chỉ có vài trăm triệu thôi. Các bác cùng xem video này nhá. Em review các bác mình xem kỹ về nó. Có xe còn tương đối là chất lượng. So với đời thì cũng rất ít có được một chiếc xe đẹp như này. Các bác cùng xem qua video clip của em nhá. Em giới thiệu từng chi tiết, từng vị trí một cho toàn thể các bác mình cùng xem. Chiếc xe này được mang tên là Merc ML350, được sản xuất năm 2007. Đấy, nhưng mà cũng đã được thiết kế có cần số điện tử rồi các bác này. Đấy, 2007 mà đã thiết kế có cần số điện tử rồi. Và vô lăng đây tích hợp rất là nhiều cái phím điều khiển đúng không ạ. Đấy, và vô lăng của xe là vô lăng zin nhá. Đấy, vô lăng zin các bác nhìn này. Đấy, vô lăng khá là đẹp đúng không ạ, không bị mòn. Đấy, chiếc xe chạy ít cho nên là vô lăng khá đẹp luôn. Đấy, mặt kính còi đẹp này. Đấy, logo của xe là không bị gãy vỡ này. Còn đây là chìa khóa của chiếc xe nhá. Đấy, chiếc này thì cũng đã được lên màn hình cam hành trình rồi. Lên cam hành trình rồi nha các bác. Đấy đây. Đấy, màn hình Android sắc nét. Rất là nhiều chức năng được thiết kế ở trên cái chiếc xe, chiếc màn hình vậy. Ghế da xịn nguyên bản cao cấp theo xe các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Ghế da vẫn còn rất là mới luôn. Không bị kém, không bị nhăn, không bị sờn. Đấy, và không bị bạc đúng không ạ? Đây các bác xem này. Đấy, đặc biệt là cái ghế bên lái này nữa này các bác nhìn này. Đấy, hai ghế, ghế trên, ghế dưới, ghế trước, ghế sau. Hai hàng ghế rất đẹp luôn. Đấy các bác xem. À, bên đây có ghế điện và bên kia cũng có ghế điện nhá. À, những cái móc khóa của xe các bác nhìn này, rất sáng luôn này. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Sàn của xe thì nó là sàn nỉ zin và được lót thêm cái sàn 5D ở trên rồi. Các bác nhá. À, những cái phần tay bám, tay tì, tay lắm đây các bác xem này, đẹp chưa? Đấy, quá đẹp luôn đúng không ạ? Chỗ này cũng vậy nhá, những nút bấm ở đây nó không bị mòn nhá, và nó không bị bật cái lớp sơn màu đen đi, và nó không mất cái ký tự mở khóa rồi chốt khóa này đúng không ạ? Tức là sơn vân gỗ cao cấp. Chiếc này với động cơ là máy 3.5 các bác nhá, 5 chỗ gầm cao, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về. Đây là hình dáng bên ngoài của chiếc xe, hiện tại em đang quay cho các bác ngắm. Rất là cao luôn, nhập Đức cho nên là nó rất là chắc chắn các bác nhá. La răng đúc của chiếc xe này thì cũng đã được lên cái bộ la răng của những chiếc xe đời cao rồi các bác ạ. Đấy, và rãnh nốt của xe đây các bác nhìn này, vẫn còn rất là dày đúng không ạ? Rất là dày luôn. Chiếc này thì lên cả màn hình phía sau rồi. Đấy. Thực ra là màn hình này là màn hình xịn của xe nha các bác. Có màn hình ở trên kia thì lên màn Android thôi, chứ còn màn hình này là màn hình xịn. Đấy, bên kia cũng một màn nữa nhá. Đấy, và có cửa sổ trời nhá. Ghế da này các bác nhìn này. Đấy, không mấy khi ngồi đến cho là ghế da của xe còn khá là căng. Đấy, không bị kém đúng không ạ? Đấy các bác nhìn nha. Em quay với cái thời tiết buổi chiều. Đấy. Có ánh sáng, ánh nắng tốt cho nên là các bác nhìn rất là rõ, rất là led đúng không ạ? Rất rõ led luôn. Nội thất rộng rãi, có cửa gió thổi về phía sau. Đấy, 4 kính điện hết các bác nhá. Phần những cái phần tắp ni cánh cửa như này này. Đấy, rồi đến phần tắp nô, rồi đến phần ghế đều là bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản của chiếc xe các bác nhá. Thiết kế trang bị là có hai bô, hai ống xả này. Đấy, có cam nùi này. Đấy, có gạt mưa phía sau này. Đèn trước đèn sau đều là đèn xịn. Và đèn sau của xe thì cũng được dán cái ly lông. Đấy, bác nào không thích thì mình bóc cái ly lông đi nhá. Đấy, ly lông màu đen. Lốp dày cả bộ luôn. Đấy, hiện tại thì các bác đang ngắm qua loa về hình thức cái chiếc xe này. Đấy, thì em sẽ quay kỹ cho các bác mình cùng ngắm nhá. Đây các bác xem vị trí này cho em này. Đấy, xe đẹp mới được như thế này nhá. À, nhiều con đấy ạ, là những cái vị trí công tắc bấm kính cửa này là nó bật hết ra rồi, nó bật hết cái ký tự này này, nó toát ra những cái màu trắng này. À, nhưng mà con này của em này, các bác xem này, vẫn còn quá đẹp đúng không ạ? Và những cái nút bấm này cũng thế này, rất đẹp luôn này. À, nút bấm này nữa này, không bị mòn này. Âm thanh nghe thì tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đây có loa check nhá, đây có loa check nhá. Đấy, tem của nguyên này, đây là công tắc bật đèn này, còn đây là phanh tay này. Đây là GPS này các bác nhá. Đấy, có đi ga tự động cruise control nhá. Đấy, vô lăng tích hợp nhiều biển phím đúng không ạ? Túi khí quanh xe, túi khí rất là nhiều, túi khí là trên 10 túi khí luôn. Đấy, loa xung quanh. Đây các bác nhá.
máy số của xe hiện tại vẫn còn zin các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ zin, nội thất zin các bác nhá. Với chiếc xe chỉ có là hơn 400 triệu một chút thôi các bác ạ, thì các bác đã có thể sở hữu cái chiếc xe đẹp long lanh như thế này rồi. Một chiếc xe mà ngày xưa nó vài tỷ đồng, bây giờ thì anh chủ trước đi, đến bây giờ đã lỗ xuống thì còn hơn 400 triệu nhá, chỉ bằng 1 phần 10 lúc mới thôi các bác ạ. Bác nào dùng tiếp alo em theo hai số điện thoại em ghi trên biển đây, và bên em dùng thêm một số nữa là số 0335838389 các bác nhá. Nếu mà hai cái số này đấy ạ, thường thường thì hai số này hay bị bận đấy, nhiều người gọi đến hay bị bận thì các bác hãy gọi điện cho bên em theo số mà vừa em đọc các bác nhá. Con này biển thành phố các bác nhá, biển thành phố gốc thành phố, cho nên là mình có mua về Sài Gòn hay là mua về Hà Nội thì cũng hoàn toàn là không mất tiền biển đâu. Đấy, đèn bi này đấy, đúng không ạ, đèn pha này, đèn pha xịn nhá, trang bị có bi cầu bên trong đấy, có sinh nhan ở trên gương đấy, phanh đĩa rồi phanh ABS chống trơn chống trượt có đầy đủ hết ở trên cái mẫu xe Mẹc ML này các bác nhá. Đây, cái logo rất là to này, chiếc xe đi ra ngoài đường rất là bệ vệ luôn, đúng không ạ. Đăng kiểm tháng 5 năm 22, chiếc xe mang tên chính chủ. Bác nào muốn sang tên đổi biển bên em hỗ trợ, sang đâu cũng được, biển đâu cũng được, đăng ký tên ai cũng được nhá, miễn là các bác mình là người Việt Nam. Bên em vận chuyển và ship xe toàn quốc, bất cứ cái tỉnh thành nào ở trên toàn quốc thì bên em đều ship xe, chuyển xe đến tận nơi cho các bác được. Và bên em ship đến thì các bác mình kiểm tra xe đấy, ưng thì mình xuống tiền mình mua, không ưng thì bên em lại cho xe về bán tiếp các bác nhá. Đấy, tạo điều kiện làm sao tốt nhất cho các bác như vậy, để các bác mua những chiếc xe ô tô cũ của bên em về phục vụ gia đình của các bác. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết về nó để các bác ngắm đây, các bác đón xem trong vòng tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ nhá, hơn chục phút đồng hồ nữa, vì cái chiếc xe này em sẽ giới thiệu cho anh quay tầm khoảng là gần 20 phút các bác nhá, vì nó là dòng xe Mẹc, nó nhiều chức năng, cho nên em sẽ quay nhiều một chút. Đây các bác này, đấy, đẹp chưa? Chỗ này nó chắc nhá, cái đồ nhựa này các bác nhìn này, cái đồ nhựa của nó không bị thoái hóa này, không bị kém này, và cái dòng của xe nó không bị bẹp này, và rất là căng phồng luôn này, đấy, đúng không ạ? Rất là căng và rất là phồng phao. Đấy, sơn gỗ tạo độ sang cho chiếc xe. Đấy, những nút bấm này nó không bị mòn, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Chất liệu da cao cấp còn rất là căng lì. Đấy, các bác nhá. Đấy, rất là căng lì luôn. Đấy. Loa đây, âm thanh đây. Âm thanh nghe chất cực kỳ luôn. Tiếp bật cái loa to một chút để các bác nghe nhá. Cột kèo đính tán nguyên. Đấy, lòng trong sơn zin. Con cửa không sứt không rách chỗ nào cả. Đấy, chỗ này thì có trang bị là cái cốp đồ này. Đấy. Chỗ này có túi khí nhá. Đồ nhựa cửa gió xe nó không gãy vỡ nha các bác. Đấy, mặt táp lô của xe này rất là căng. Đây là chất liệu da nha các bác, chất liệu da. Và đây nó này, hai cửa gió không gãy vỡ gì. Đấy, có cam hành trình nhá. Điều hòa của xe là điều hòa auto. Đây là cái hệ thống điều hòa của chiếc xe. Còn đây là hệ thống chống trơn trượt và lâm hạ gầm. Đây chỗ này thì cổng điện ra 12V và gạt tàn ở chỗ này nhá. Đây các bác để đồ đây. Và thiết kế có cái tay nắm bám ở đây này, cảm giác rất là chắc chắn đúng không ạ? Và tay nắm bám của xe bám nhiều như vậy nhưng mà cũng không bị kém, không bị rách này. Chỗ này thì chỗ cái tì tay này cũng vậy nhá. Thường thường thì người ngồi lái đấy, người ta hay tì cái tay phải vào đây, nên là nhiều con là hay bị rứt, hay bị sứt và hay bị rách ở đây này các bác này. Đấy, cốp đồ đấy nhá, nó to rộng đúng không ạ? Thế thì em cũng đã quay cho bác mình xem lúc nãy rồi, nhưng mà em quay lại cho các bác mình cùng ngắm thêm chút nữa. Đấy, chân lý căng đẹp này. Đấy, cửa lốc hiện tại là đang hoạt động bình thường. Có loa trên nóc nhá, các bác nhìn kìa, có loa trên nóc kìa. Và tất cả những cái cột nhá, cột này này. Đấy, cột chữ T, đấy, cột chữ A đều có là túi khí hết các bác nhá. Đấy, lớp sơn rất là bóng đẹp, soi được gương luôn. Cửa đóng chắc chắn, tôn vỏ rất là dày.
Đấy, dòng xe mẹt Đức này tôn vỏ ra các bác mình không chơi được. Thế nên là khi chạy nó sẽ rất là đầm. Nó thân vỏ nó nặng mà, cho nên là chạy nó rất là đầm các bác nhá. Tiếp tục đây. Tiếp tục em mời các bác xem những vị trí nữa của nó. Keo chỉ đây các bác nhá. Keo chỉ còn thì chứng tỏ đây là một chiếc xe mà không có hiện tượng đâm đụng gì, đúng không? Đâm đâu sẽ mất chỉ ở đấy các bác nhá. Đây, chỉ của em là chỉ zin đấy ạ. Cái phần da ở cái tay lắm bám này các bác nhìn này. Đấy, quá đẹp luôn đúng không ạ? Chỗ này có loa nữa này. Các bác thấy chiếc xe đẹp không ạ? Các bác mình ngắm chiếc xe này, thấy chiếc xe ok thì mình cùng xem hết video nhá. Thấy chiếc xe đẹp thì nhấn like ủng hộ em nhá. Đấy, nòng trong sơn xi của nó còn rất là bóng đúng không ạ? Tem nguyên đúng không ạ? Lý bên trong đẹp này, lý không bị kém này đúng không ạ? Đây, quay lại cái ghế này một chút cho các bác mình xem thêm. Chỗ này có cái vị trí để nước để đồ nhá. Và ghế này thì có thể gập lại được xuống như này nha các bác. Mặt đằng sau nó lì còn rất căng luôn, không bị bẩn luôn, không bị sờn luôn đúng không ạ? Đấy, phía sau thì có thảm trải sàn là 5D. Ở dưới là lì nha các bác. Đây các bác nhìn lì này. Rất mới. Những dòng xe mẹt gầm cao này ạ, ngày xưa nó nhiều tiền thì gần như là chỉ có đại gia người ta có tiền người ta mua về dùng thôi, chứ người bình thường là cũng ít ít khi đi mua chiếc xe này đúng không ạ? Cho nên là những người có tiền thì các bác biết là người ta luôn luôn người ta chạy ít, người ta không chạy nhiều đúng không ạ? Người ta chỉ gọi là chạy quanh quanh thôi. Đấy, chạy quanh quanh cà phê cà pháo, đi đây đi đó một chút thôi đúng không ạ? Người ta không phải đi làm mà. Chứ còn thì không giống như một số những chiếc xe như là Morning hay là dòng Vios đúng không ạ? Dòng đấy thì nó là chạy nhiều rồi. Đấy, dòng xe sang thì ta thiết kế ra đồ đạc các thứ rất là chắc chắn. Đấy, đúng không ạ? Các bác biết là một con bu lông ốc vít nữa thôi nó cũng đã thiết kế là rất là chắc rồi. Đấy, các bác nhá, rất là chắc rồi. Đây là cái phần thân mình của nó mà các bác nhìn ở khu vực bên phụ đây. Những cái phần khe này các bác nhìn, khe cánh cửa này. Đấy, khe cánh cửa rất là khít luôn. Có bậc bệ bước lên bước xuống nhá. Thân vỏ không phải matic đâu. Đây em di chuyển cho các bác nằm ở phía sau. Rất là rộng này đúng không ạ? Rất là rộng luôn. Chỗ này là cái vị trí để mình sử dụng để đồ y tế trong đây nhá. Đây các bác này. Đấy, sử dụng để đồ y tế trong đây. Và ở trong đó thì có cả loa đúng không ạ? Bên đây có cổng điện ra 12V đây các bác nhá. Và đây trong đây cũng là một cái cốp luôn. Các bác vặn đây này, cổng mình xoáy này. Đây là mình xoáy ra thì mình sẽ mở ra, trong đây nó có cái cốp, cốp đồ nó to nhá. Lốp dự phòng xe được nằm bên dưới. Cái màn hình này thì các bác mình có thể thay các bác nhá, có thể thay, màn hình thì nó cũng rẻ luôn. Đây, em đóng cốp lại. Hai số điện thoại bên em đây và có thêm số nữa thì em đã đọc rồi đúng không ạ? Bên em có mua có đổi cát nhá. Bác có xe thì bán mang đem mua cho. Có xe thì đổi bên em đổi cho. Xe nào cũng đổi, xe nào cũng mua cũng bán hết các bác nhá. Chỉ cần các bác có nhu cầu thôi. Còn mọi thứ là bên em đều phục vụ bác. Lòng trong đây các bác ơi. Rất sáng bóng này. Ở chỗ này có đèn nhé. Răng của những dòng này thì nó rất là dẻo, rất là dày, rất là bền rồi. Khó rách, cực khó rách luôn. Những chiếc xe mà nó là những chiếc xe mẹt đấy ạ. Thì các bác thấy là bên em toàn nhập về những chiếc xe nó còn cứng một chút, nó chất một chút đúng không ạ? Chứ còn này những chiếc xe nó kém, nó ở mức độ bình thường là em không nhập đâu. Nó không còn zin, là bên em không nhập đâu các bác nhé. Bách cửa đây. Nóng trong cửa đây.
em đóng cửa nhá. Những cái phần lẹp kính của xe này không cong vênh gì cả đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống êm nhẹ nhàng các bác nhá. Kính của xe là không bị xước. Đây, răng mép cửa đây. Tắm đi cánh cửa tiếp theo của chiếc xe đây các bác nhá. Đó, chi tiết và đầy đủ đúng không ạ? Bên đây là được sò và được lắm bám và được tì vào, có nghĩa là cọ sát vào cái vị trí này là nhiều nhất đúng không ạ? Vì là người ngồi lái mà. Thế nhưng mà các bác có thể thấy xem là cái vị trí da này nó còn nguyên, còn đẹp luôn đúng không ạ? Các bạn là cánh cửa rất là dày dặn nhá, khung cột kèo rất là cứng, rất chắc. Bên đây trang bị là có ghế điện đây đúng không ạ? Bình thường một số những cái mẫu xe không không những là cái dòng xe mẹc thì những vị trí như thế này, vị trí này này, vị trí này và vị trí này thường thường nó hay bị sờn đúng không ạ? Vì mông cọ ra cọ vào nhiều mà thì những vị trí này nó hay bị rách và nó bị nứt da đúng không ạ? Da nó hay bị nứt, nó bị kém đi. Thế nhưng mà chiếc xe này của em các bác còn nhìn thấy là nó còn nguyên đúng không ạ? Thế là biết xe đi như nào rồi đúng không ạ? Chủ đi giữ gìn như nào rồi. Đây là nội thất bên trong. Ở bên ngoài quay thì nhanh thôi đúng không ạ? Chủ yếu là nội thất bên trong. Bên đây cũng vậy nhá, cũng giống bên kia thôi, đấy, không có vấn đề gì đâu. Chứ mà về tình trạng như về chất lượng của chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra test hết rồi đúng không nhá, check đã test hết rồi. Trước khi nhập về, trước khi xuống tiền nhập về đấy ạ, bên em cũng đã kiểm tra rồi các bác nhá. Thì các bác mình nếu mình xuống tiền, nếu mình cẩn thận thì mình kiểm tra thêm một lần nữa. Còn thì không kiểm tra cũng được, bên em cứ bảo hành cho các bác về những vấn đề lỗi. Nếu mà các bác mình phát hiện ra lỗi, các bác có thể là gửi lại xe bên em. Như cái lỗi như là đâm đụng, là tai nạn, ngập nước, thủy kích. Đấy, rồi về vấn đề giấy tờ an ninh pháp lý các bác nhá. Còn những cái mà các bác nhìn thấy thì các bác biết rồi đúng không ạ? Còn các bác mà không nhìn thấy thì bên em sẽ cam kết đảm bảo bảo hành cho các bác. Đấy, các bác nhá. Đây, em quay lốt cái phần đầu cho các bác xem này, quay gần chỗ này. Những cái thanh mà được bọc inox này các bác xem rất là sáng đẹp. Đồ nhựa bên ngoài, đồ nhựa bên trong là không bị gãy hay thiếu vỡ gì. Lốp dày cả bộ luôn đúng không ạ? Gầm sàn chắc chắn, không mục mọt. Những cái lỉ ốp ở dưới cô lốp của xe vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, em quay như này các bác nhìn sẽ rất là rõ đúng không ạ? Các bác xem phần gầm nha. Không bị mục mọt hay là móp méo gì. Em đang tiến hành mở cái cabo ra để các bác ngắm động cơ đây. Chiếc xe thì thiết kế có cái mũi thở ở trên này này. Có hai mũi thở đúng không ạ? Bác chờ em một chút xíu, em tâm cái cabo lên nha. Dạ vâng. Chiếc xe này với động cơ là V6 3.5 các bác nhá. Cabo đây. Đấy, cabo đây nha. Lý còn đẹp này. Đấy, máy đây. Máy bên em kiểm tra rồi, máy số đã kiểm tra toàn bộ rồi các bác nhá. Các bác yên tâm về máy số. Đấy, của máy, của số xe là vẫn còn zin. Với cái động cơ này thì các bác có xác định cho em là hơn 10 lít một chút. Đấy các bác nhá. Còn này mình đi đường trường nó loanh quanh tầm khoảng chục lít, còn đi đường phố thì nó hơn 10 lít chắc chắn rồi đúng không ạ? Chiếc xe 3.5 cơ mà đúng không ạ? Nhưng bù lại thì các bác đi chiếc xe này thì nó lại mang cho mình đấy, mang lại rất là nhiều ưu điểm cho mình các bác nhá. Đây em quay lốp gầm này. Đi những cái dòng này em giới thiệu thêm là nếu mà mình ngồi lên chiếc xe này nó sẽ khác so với những chiếc xe mà phân khúc hạng A, hạng B, hạng C, thậm chí là hạng D đúng không ạ? Không thể bằng được, cho dù thì chiếc xe đó nó là chiếc xe đời cao đúng không ạ? An toàn, tiện nghi, hiện đại và hình tượng cao đúng không ạ?
dụ như là hai con xe này mà va chạm vào nhau đi thì chắc chắn là con xe này sẽ bị thua rồi, đúng không ạ? Đấy, vì dòng này khung sườn vỏ nó rất là cứng và chắc, dày, đúng không ạ? Dạ vâng, video về chiếc xe Mẹt ML350 này em đã giới thiệu xong rồi nhá. Cái tem này đấy ạ, thì nó chỉ là dán thôi nhá. ML500 thì không phải đâu, nó là 350 đấy ạ. Cái này thì mình có thể thay đổi, mình có thể là tùy thay đổi, các bác cũng có xe dán này ML1000 cũng được, không sao cả đâu. Rồi, mọi thắc mắc các bác cứ alo cho bên em theo 3 số điện thoại em ghi trên đây và em đã đọc rồi nhá. Cái lỗi Zalo nữa đấy, hai số kia bận thì các bác hãy cái lối theo số 0335838389 các bác nhá. Đấy, đến trực tiếp tại địa chỉ bên em để thử xe, test xe, cảm nhận xe, lái thử xe nữa, đúng không ạ? Bác nào không đến được bên em ship xe đến tận nơi, chuyển xe đến tận nhà các bác để các bác xem. Về vấn đề xăng tên đổi biển bên em hỗ trợ, đấy, công chứng cũng hỗ trợ luôn. Về giá cả các bác nhá, mình lưu ý cho em là về giá cả, giá còn thương lượng, tất cả những chiếc xe bên em bán thì giá cả còn thương lượng, giá em đưa lên tiêu đề chỉ là cái giá để cho các bác tham khảo thôi, không phải là đưa giá nào bán giá đấy đâu. Đấy, mà các bác thấy chiếc xe các bác mua được giá bao nhiêu các bác cứ bảo bên em, hợp tình hợp lý có lãi là bên em sẽ để lại nhượng lại cho các bác mình chiếc xe các bác về dùng thôi nhá. Đấy, dạ vâng, ok ạ. Video này em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc ạ.